Xin chào mấy bạn, mình là Trần Ngọc Phương Uyên. Mình qua Mỹ sẽ học Accounting ở trường Santa Ana College, bang California. Và hôm nay là mình mới vừa đậu visa lần 2. Rồi cũng nhờ công ty Tân Đại Dương đã giúp mình rất là nhiều. Em cảm ơn chị An, cảm ơn Khôi, cảm ơn mấy chị trong công ty đã hỗ trợ em sắp xếp hồ sơ rất là tốt cho em, khuyến khích em, rồi hỗ trợ em rất là nhiều, rồi động viên em mà sau cái lần đầu phỏng vấn rớt đó thì có động viên em rất là nhiều. Chúc các bạn ai mà muốn đi Mỹ thì hãy tự tin trong cái lần phỏng vấn visa này và đừng có lo sợ gì hết, và công ty Tân Đại Dương sẽ là một cái công ty tốt và hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong việc du học. Trong quá trình học với anh Khôi thì mình có rất là nhiều cái mà thắc mắc, là hồi lúc đầu là chỉ mình soạn câu nào câu đó cũng dài hết, dài có khi cả cái câu cả một trang giấy nữa, và anh Khôi cũng cái mình gửi qua cho anh Khôi thì anh Khôi cũng rút gọn từ từ để mình nhớ ý chính thôi. Anh Khôi cũng rất là hướng dẫn tận tình, rồi kiểu hướng dẫn mình nói như thế nào cho tự tin, rồi nhớ những cái từ đó như thế nào, tại vì mình không có tốt học tốt tiếng Anh nên anh Khôi chỉ cho mình những cái từ đơn giản để nói để có thể họ truyền đạt được với họ và họ hiểu. Rồi lúc mà học với chị An á, là chị An giúp mình là trả lời những cái đó bằng tiếng Việt và chị An sửa cho mình. Rồi mình cũng có một đợt phỏng vấn chung với mấy chị trong công ty, mấy chị đã hỏi đôi khi là hỏi bằng tiếng Việt mà có vài chị cũng hỏi bằng tiếng Anh thì mình trả lời, rồi mấy chị cũng có nhận xét về mình, nhận xét là mình phải như thế nào đó để cho thành công. Hy vọng là những cái chia sẻ của mình hôm nay sẽ giúp cho các bạn đậu visa và hoàn thành ước mơ du học của mình.